Bạn chào mừng bạn đến với channel của mình. Ok, hôm nay chúng ta cùng gặp lại nhau trong một cái video. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái điệu đệm slow rock nha các bạn nhá. Đây, âm hình của nó như này các bạn chú ý đến mình này. Mình nghiêng cái quay lên một chút nhá. Đây. Thì các bạn chú ý rằng cái điệu slow rock này thì nó rất là đơn giản như sau. Đây. Bát này. 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3. Tiếp theo. Bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3. Bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3. Bát 3 2 1 2 3. Đấy, thì bạn chú ý như này. Tay mà bấm hợp âm nhá. Đúng không ạ? Còn bên này các bạn đánh, các bạn đây có 6 giây này, 1 6 5 4 3 2 và 1 đúng không ạ? Thì với dây 6, dây 5, dây 4 các bạn đánh là bằng ngón cái. Còn dây 1, dây 1, dây 2 và dây 3 các bạn đánh bằng ngón 1 2 3 này. Đấy. Bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3. Bát thì các bạn đánh có thể là đánh dây 6, dây 5 hoặc là dây 4. Còn cái 3 2 1 các bạn đánh bằng 3 con cuối nhá. 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3. Đó, rồi xin chào các bạn cùng lắng nghe.